À, tôi vừa chơi theo cách của tôi thôi ạ. Vâng, một cách giản dị về bài Ước Gì. Vâng, một giai điệu rất là quen thuộc. Các bạn thấy đấy. U ba A, vâng, tiếng rất là hay. Tôi rất thích cái tiếng của U ba A, và tôi nghĩ rằng là nó có một cái gì đó vừa đầm ấm, vừa tròn trịa của cổ điển, nhưng lại vừa vang, vừa sáng đấy, và vừa rất là trong cao của nhạc nhẹ. Tôi nghĩ rằng Uba nói chung và cây đàn này nói riêng rất là hoàn hảo, rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta đã dùng đàn piano đến phân khúc của Uba A thì cứ yên tâm cứ thế mà dùng. Tôi nghĩ đơn giản là như vậy. Vâng, để đầy đủ các cái hạng mục để thử đàn cho bạn nghe thì tôi sẽ chơi toàn bộ phím cho các bạn cùng xem. Vâng, cũng không thể nói được gì hơn ngoài hai chữ tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.